Xin chào mọi người. Hôm nay đi lễ ra xong rồi hẹn đi cắt tóc, đi làm tóc. Mùa đông rồi, giờ để cái đầu tóc cột lại gì thì lạnh, mà xõa ra thì nó nhìn nó hơi bị làm sao, giống xõa ra thì giống hoa nên là đi làm tóc. Chờ mọi người chờ coi thử coi mình làm thành được cái đầu tóc như thế nào nha. Đang trong thời gian làm tóc, và tóc của mình á, cái cọng của nó hơi to, cho nên nó là ở trên này người ta phải ép thẳng, ở dưới này người ta mới uốn, để coi lát nó ra cái kiểu gì nha, không biết có hợp với khuôn mặt của mình không nữa. Kanoshimi. Rồi đây là chị bạn của mình nè, chị đang uống cái mâm xôi trên đầu chị đó. Nguyên cái mâm xôi luôn. Xôi này xôi gì vậy ta? Xôi lá dứa, xôi thập cẩm. Bây giờ đang uống tóc đây. Mọi người thấy không? Cái này là họ gắn điện vô trong cái đồ uống tóc này nè. Lần đầu tiên mình nhìn thấy cái kiểu uống tóc này á, họ gắn từng sợi dây điện kéo từ cái máy ở đằng sau này vô trong cái đồ uống tóc này để uống cho tóc nó quăng. Lần đầu tiên mình uống tóc á nên là mình cũng hồi hộp, không biết là ra cái đầu tóc làm sao nữa. Từ nhỏ tới lớn chưa có hề uống tóc bao giờ. Để coi thử coi nha. Bây giờ người ta đang nhuộm cái khúc đuôi cho mình nè, vẫn chưa có nhìn thấy thành phẩm, phải chờ thêm chút xíu nữa. Bây giờ là mình đang nhuộm tóc, nhưng mà cái tóc của mình nó gặp một chút vấn đề là cái tóc của mình, nó 2 tháng trước mình nhuộm cái tóc bạc á, mình lấy thuốc nhuộm tóc bạc mình nhuộm, cho nên nó là hôm nay á, mình nhuộm cái thuốc màu á, nó không có ăn thuốc lắm. Bây giờ nhân viên trong tiệm á, đang cố gắng để mà làm dùng thuốc mạnh á, để làm cho cái tóc của mình á, nó được cái màu giống như mình muốn á. Cũng hơi khó để coi kết quả ra sao. Ban đầu là mình định nhuộm cái màu tóc này nè đó, nhưng mà bây giờ gặp một chút xíu vấn đề, cho nên để coi thử coi cuối cùng là cái tóc của mình nó sẽ được ra màu gì. Chào mọi người, làm tóc xong rồi ra nè. Mình ngồi trong tiệm tóc á 4 tiếng đồng hồ luôn á, trong cuối cùng được cái đầu tóc này. Nhưng cái màu thì không có được giống như mình muốn, tại vì nó bị cái lỗi là mình đã từng nhuộm cái thuốc nhuộm tóc bạc á, nên giờ mình cái màu hơi tối một chút. Đây là cái mái tóc mới của mình nè, lần đầu tiên mình uống tóc á. Mọi người coi đẹp không? Tạm biệt mọi người.